Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay Phúc chia sẻ tới các bạn một món chè để giải nhiệt vào những ngày nắng nóng, đó chính là món chè dừa dầm. Để làm món chè này thì cũng khá là đơn giản, khi làm xong màu sắc bắt mắt và ăn thì lại có vị thanh mát. Thì món chè này mình có thể bảo quản trong tủ lạnh từ 2 tới 3 ngày. Và để làm thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng vào bếp làm với Phúc nha. Nếu các bạn xem video thấy hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Và để làm cái món chè dừa dầm thì ở đây mình sử dụng là 200g cơm dừa non, 100g bột năng, 2 muỗng cà phê rau câu, 50g đường cát, 100g sữa đặc, 200ml sữa tươi, 350ml nước cốt dừa. Thì tất cả những nguyên liệu này mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu làm thì bây giờ mình cho hết 2 muỗng cà phê rau câu vào trong một cái nồi. Và cho vào đây là một vá đường, các bạn trộn đều lại. Và đổ vào là 500ml nước lọc, mình hòa tan hết cái chỗ rau câu này ra. Khi đã hòa tan xong thì mình để đây ngâm rau câu tầm khoảng 30 phút. Trong thời gian chờ đợi cái phần rau câu ngâm đó các bạn, thì mình đi pha tới nước cốt dừa. Mình cho hết 350ml nước cốt dừa vào trong tô và nhớ chừa cặn lại. Cho nước cốt dừa vào xong thì cho vào đây là 100g sữa đặc. Và mình sẽ hòa tan ra. Và cuối cùng thì đổ vào đây là 200ml sữa tươi. Khi đã cho vào xong hết thì các bạn nêm xem là cái tô nước cốt của mình đã ngọt chưa. Nếu chưa ngọt thì mình có thể cho thêm một ít đường cát. Pha theo kiểu này thì cái phần nước cốt của mình rất là béo các bạn. Thì các bạn có thể áp dụng công thức này để mà mình pha cho cái phần nước cốt chè Thái cũng rất là ngon nha. Và khi đã pha xong thì mình để cái tô nước cốt này vào trong tủ lạnh, để lạnh thì mình ăn sẽ ngon hơn. Đợi một lúc thì nồi rau câu cũng đã ngâm đủ 30 phút rồi nè các bạn. Rồi bây giờ đặt lên trên bếp, mở bếp lên và nấu cho cái phần rau câu này sôi. Nồi rau câu nấu một lúc thì cũng đã sôi rồi. Lúc này thì mình cho hết cái số đường còn lại vào. Và các bạn hạ nhỏ lửa xuống, mình để sôi liu riu tầm khoảng là 3-4 phút. Nồi rau câu mình nấu thì cũng đã đạt rồi. Lúc này mình tắt bếp và chia cái chỗ rau câu này ra làm hai phần khác nhau. Hai chén rau câu thì mình cũng đã chia ra xong rồi. Thì một chén mình cho vào đây là một giọt tinh dầu lá dứa nè các bạn, để lấy cái màu xanh đẹp đó. Nếu mình không thích màu xanh thì các bạn có thể thay thế màu khác như là màu lá cẩm. Nhưng mà để phù hợp với cái món chè dừa dầm này thì mình sẽ làm màu xanh. Chỉ cần một giọt thôi là cái phần rau câu của mình đã rất là đẹp rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình để qua một bên để cho hai chén rau câu này đông lại. Và tiếp theo thì mình sẽ cho hết 100g bột năng ra ngoài một cái tô lớn để mà mình làm trân châu. Và với bột năng khi nhồi thì mình sẽ cho nước sôi vào nhồi. Các bạn mà để nước nguội quá thì khi nhồi cái phần bột này nó chảy ra, mình không làm được. Cho vào xong thì mình dùng đũa mình trộn đều lại. Mình cho vào một lần một ít trước. Nếu như các bạn cho hơi nhiều nước mà bột bị nhão thì có thể thêm một ít bột khô. Rồi bây giờ mình trộn đều lại để cho bột bớt nóng rồi bắt đầu nhồi nha. Bột năng với nước sôi thì cũng đã trộn đều lại rồi. Bây giờ các bạn vệ sinh tay cho sạch để mà mình nhồi cái chỗ bột này. Mình nhồi lại để cho bột thành cái khối dẻo mịn là được. Bột thì mình cũng đã nhồi cho nó dẻo mịn rồi nè các bạn. Lúc này thì chia bột ra làm hai phần để mà làm hai màu. Mình làm màu trắng và cái màu xanh. Và một khối bột nhỏ như vậy thì mình cho vào đây là một giọt tinh dầu lá dứa. Rồi các bạn gấp lại. Mình kéo để cho cái phần màu này nó đều ra. Phần bột màu xanh thì cũng đã kéo cho nó đều lại rồi nè các bạn. Cái màu xanh nhạt rất là đẹp. Và khi đã kéo xong á, thì các bạn xe dài cái phần bột này ra. Để xuống để cho bột hơi ráo một chút. Và mình cũng kéo tương tự với cái phần bột màu trắng. Tại vì để nãy giờ bột cái bề mặt ngoài nó hơi khô. Để được một lúc thì cái phần bột của mình nó cũng đã hơi ráo lại rồi các bạn. Thì mình sử dụng ở đây là một cái ống nhựa. Và chuẩn bị thêm ít bột năng khô nữa. Mình thoa ở ngoài để khi cán ra thì sẽ không có bị dính. Cán mỏng cái miếng màu xanh lá dứa này ra nha. Với phần bột này thì mình cán cho nó hơi mỏng một chút.
Độ mỏng tầm khoảng bao nhiêu đây là được rồi. Để qua một bên và tương tự mình cán với cái phần màu trắng. Hai màu bột thì cũng đã cán xong hết. Mình để qua một bên và chuẩn bị cắt nhỏ ra. Để cắt thì mình sử dụng cái thớt nè. Mình chấn cái miếng bột này ra làm hai. Và thoa lên ít bột khô nữa. Dùng dao mình cắt cái bảng vừa phải, không bự quá. Khi cắt xong á thì mình đẩy cái dao ra để cho cái phần bột này nó không có bị dính. Hai màu bột thì cũng đã cắt xong rồi, thì bây giờ mình cắt nhỏ lại. Mình cắt hạt lựu nhỏ như vậy là được rồi. Trân châu thì mình cũng đã cắt xong rồi các bạn, với 100g thì mình cắt ra đây được rất là nhiều. Rồi bây giờ mình chuẩn bị một cái nồi nước sôi, sau đó thì đem đi luộc luôn nha. Nồi nước mình chuẩn bị thì cũng đã sôi rồi, từ từ mình sẽ thả hết cái chỗ trân châu vào. Khi đã cho vào xong thì mình khuấy để cho cái phần trân châu không có bị mắc ở dưới đáy nồi. Khi nấu được một lúc thì những cái hạt trân châu này sẽ nổi lên và các bạn để sôi tầm khoảng là 4 tới 5 phút. Khi nào mà các bạn thấy cái phần trân châu này nó chìm xuống là được. Nồi trân châu luộc một lúc thì những cái hạt trân châu này nó chìm xuống và các bạn vớt lên mà nhìn nó trong như thế này là cái phần bột nó cũng đã chín rồi đó. Bây giờ mình tắt bếp và đem rửa qua với lại nước lạnh. Tô trân châu thì mình cũng đã rửa qua với lại nước lạnh rồi các bạn. Thì bây giờ mình cho vào trong tô là 100ml nước lọc. Và các bạn hòa tan một muỗng canh đường mình cho vào nha, không cần làm ngọt quá. Mình cho nước đường vào thì những hạt trân châu nó sẽ không có bị dính vào nhau và màu sắc thì lại rất là đẹp mắt nữa. Rồi bây giờ để qua một bên, tiếp theo thì đi bào tới rau câu và chuẩn bị thưởng thức cái món chè này. Hai chén rau câu để một lúc thì cũng đã đông lại rồi này các bạn, màu xanh rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sử dụng một cái bàn bào, các bạn bào cho cái phần rau câu này nó nhỏ ra. Thì mình có thể sắc miếng hoặc là mình bào mỏng như vậy cũng được. Khi mình bào xong thì sẽ có những cái sợi rau câu như thế này, trông rất là đẹp mắt. Rau câu thì cũng đã bào xong rồi này các bạn, nhìn rất là đẹp mắt. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đi cắt tới cái phần dừa nha. Những cái miếng dừa dài như thế này thì các bạn chấn ra làm ba. Rất là mềm. Tất cả nguyên liệu cho cái món chè dừa dầm thì Phúc cũng đã làm xong rồi các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị múc ra ngoài chén để thưởng thức. Đầu tiên thì mình múc cái phần rau câu cho ra ngoài chén trước. Thì mình có thể cắt sợi như vậy hoặc là mình cắt vuông cũng được nữa. Bào sợi như vậy thì trong cái miếng rau câu ngon hơn nè. Khi đã múc cái phần rau câu xong á, thì tiếp theo mình múc tới cái phần trân châu. Các bạn để hồi là cái phần trân châu này nó nở ra. Mình cho qua một bên. Tiếp theo thì mình múc cái phần nước cốt mình cho vô. Mỗi chén thì mình cho tầm khoảng 2 vá. Cuối cùng thì mình sẽ múc cái phần dừa dầm mình cho vào. Như vậy là mình đã xong một chén chè dừa dầm rồi này các bạn. Trông rất là đẹp mắt luôn đó. Món chè dừa dầm thì cũng đã múc ra ngoài chén xong hết rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức cái món chè này với mình nha. Khi ăn thì mình trộn đều lên, tại vì cái phần nước cốt mình đã cho vào trong tủ lạnh rồi. Nên là rất là mát, các bạn không cần phải cho thêm đá. Phần chè dừa dầm khi ăn vào thì đặc biệt là nước cốt dừa mình pha rất là thơm và béo nè các bạn. Trân châu thì dai dai và những cái sợi rau câu này giòn, khi ăn thì sẽ không tạo cảm giác ngán nha. Và những cái miếng dừa non mình cho vào rất là mềm. Và món chè này thì ăn vô cùng thanh mát luôn, cách làm thì vô cùng đơn giản. Các bạn có thể làm một lần và mình cho vào trong tủ lạnh có thể ăn được tới 2-3 ngày. Và mình có thể sử dụng cái món chè này để kinh doanh. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong cái món chè dừa dầm rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.